Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Yên vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nay Y Blang, còn gọi là Ma Tương Oi Rông, sinh năm 1976, trú tại Buôn Bưng B, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại khoản 2, điều 331 Bộ Luật Hình sự. Từ cuối năm 2019 đến nay, Nay Y Blang đã tham gia tổ chức Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên do đối tượng Aga hiện đang ở Mỹ chỉ đạo. Nay Y Blang tổ chức nhiều hoạt động tôn giáo trái phép, xúi dục, lôi kéo nhiều người tham gia các hoạt động tôn giáo không đúng quy định của pháp luật, nhiều lần vào cơ quan lãnh sự nước ngoài cung cấp thông tin sai sự thật cho các cá nhân tổ chức nước ngoài, vu cáo xuyên tạc chính sách tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước nhằm làm suy giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Hành vi của Nay Y Blang trong thời gian qua là vi phạm pháp luật, do đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Yên đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở của bị can Nay Y Blang để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.